Tâm sự kẻ thứ ba. Chẳng biết tôi bắt đầu tự thỏa dục từ hồi nào, chỉ khi bắt đầu học Phật hiểu Pháp rồi tôi mới thức tỉnh, mới biết thỉnh cầu chư Phật, Bồ Tát gia trì và có đủ sức mạnh từ bỏ lỗi lầm triệt để. Hiện giờ dù tôi đã quay đầu sửa đổi, biết sống thiện lương, nguyện dứt ác hành thiện đúng như lời Phật dạy, nhưng tôi vẫn phải kể ra quá khứ xấu xa của mình thay cho lời sám hối. Mong mọi người lấy đây cảnh giác, tự bảo vệ tốt cho bản thân. Hồi xưa, thân thể tôi vốn yếu đuối nên dễ bị cảm. Tuy không mắc bệnh chi nặng nề, nhưng tự thỏa dục chính là nguyên nhân khiến sức khỏe tôi càng thêm suy. Hồi còn là sinh viên, lúc nghỉ hè, về nhà, rảnh rang không việc gì làm, tôi thường tự thỏa dục. Không bao lâu cảm thấy thân thể suy yếu, hay tức ngực khó thở, tim như bị đá đè, tôi giống hệt người sắp chết, nằm liệt trên giường không động đậy. Do bệnh không chuyển tốt nên người nhà nóng ruột khiêng tôi đi bệnh viện, nhưng y viện khám không ra, đành phải về nhà. Trải qua thời gian lâu, tôi mới dần hồi phục. Lúc đó tôi không hề biết đây là quả báo của tà dâm. Nhưng bây giờ tôi hồi tưởng lại, chính bởi do tôi thường tự thỏa dục nên đã chiêu mời nhiều loại quỷ hấp tinh tìm tới xâm hại, khiến sức khỏe của tôi bị thương tổn suy kiệt. Sau này khi nghiên cứu kinh sách Phật, thực hành thâm nhập rồi, tôi mới ngộ ra. Hồi đại học, tôi hay bị đau lưng, dù có xoa bóp trị liệu thì cũng chỉ bớt tạm thời, rồi mấy ngày sau lại đau tiếp. Đi chụp X-quang cũng chẳng tra ra bệnh. Thống khổ này một bề hành tôi. Sau khi xem sách Báo ứng hiện đời rồi, tôi mới phát hiện rằng các chứng bệnh của mình là do ác báo tà dâm chiêu cảm nên. Sau khi ra trường đi làm rồi, thỉnh thoảng tôi cũng tự thỏa dục. Xong thì thấy rất mệt, tinh thần suy, lưng nhức chân mỏi, sắc mặt vàng chạch, toàn thân như không còn sức sống và luôn thiếu tự tin, đôi mắt bạc nhược vô thần. Vì tự thỏa dục quan hệ đến biểu hiện sức khỏe bên ngoài, càng khiến tôi thiếu tự tin. Thời đại học tôi không có bạn trai, do nhân tài dâm xấu tích lũy theo năm dài tháng rộng đã thành là một trong các nguyên nhân khiến con đường tình cảm của tôi luôn gặp chướng. Hồi nhỏ, gặp những kẻ chen vào làm người thứ ba, những kẻ ưa trao tim cho người đã có gia đình, tôi rất khinh thường xem trẻ, ghét cay ghét đắng. Tôi cho rằng mình sẽ không bao giờ làm như vậy, tuyệt đối không bao giờ có chuyện tôi đi làm người thứ ba, chen vào phá hoại hôn nhân của người khác. Ngờ đâu, cũng có một ngày tôi rơi vào nẻo tệ này và nếm khổ không thể nói, hơn nữa còn chìm xuống tận đáy vực, khó thể thoát ra. Mà đã gieo nhân tà dâm thì số phận luôn không may mắn, hệt như có ma đưa lối quỷ dẫn đường, tôi cứ nhè những ông có vợ mà bập vào. Hình như chính tố chất tà dâm trong tôi đã xua tôi gặp toàn nẻo đoạn trường. Bởi những chỗ bằng phẳng tôi không bước mà cứ sấn vào nẻo gai chông, để rồi bị châm chích tả tơi, thương tích thống khổ đầy mình. Việc tôi chuyên yêu người đã kết hôn, đây có thể là quả báo của hành vi cười chê, khinh rẻ người hồi nhỏ, và cũng do ác nhân tà dâm của tôi chiêu cảm nên, khiến tôi luôn rơi vào tình duyên bất chính. Trước khi theo gia đình xuất ngoại, tôi quen một ông tên Tuấn, là thầy khí công. Bên khí công gọi ông là đại sư. Lúc đó tôi không hiểu nhiều về Phật Pháp, do tình cờ đọc một số sách thấy khí công và Phật giáo cũng có vài nét na ná nhau, nên tôi ngộ nhận, cho rằng các thầy khí công cũng là hạng tài ba giống như các nhân vật kiệt xuất trong Phật giáo. Thêm phần Tuấn rất khéo che giấu khuyết điểm và luôn bao bọc mình bằng lớp vỏ quyền thuật. Ông cũng hiển lộ vài tà thuật, giống như là thần thông hay yêu thông quỷ thông chi đó, khiến tôi càng ngưỡng mộ sùng bái ông. Do tôi đối với Phật giáo không hiểu gì, mà vào buổi tà sư thuyết pháp như sông Hằng này, thì những kẻ ngu ngơ như tôi rất dễ bị quyến dụ lầm lạc. Do vậy mà tôi xem Tuấn như một nam nhân hoàn mỹ nhất trên đời. Đối với ông, tôi hoàn toàn tin tưởng, không chút hoài nghi. Còn cho rằng mình đã tìm ra được bậc thầy thông thái để quy y. Đến khi tôi xuất ngoại, dù đang còn đi học, tôi vẫn thường liên lạc với Tuấn qua email. Trong thời gian này, Tuấn bắt đầu than rằng hôn nhân của ông không hạnh phúc, có nhiều khổ tâm khó nói,
hiện đang rất muốn ly hôn. Tôi nghe Tuấn than kể, mỗi lòng xót thương an ủi, còn khuyên Tuấn hãy cố gắng bảo vệ hôn nhân của mình, đừng để tan dở. Thư từ qua lại lâu dần, tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm với Tuấn, rồi dần dà bị tà niệm dẫn dắt, si khờ rơi vào bẫy rập của Tuấn mà không hay. Tuấn rất muốn xuất ngoại, nhưng không có cách, nên nảy ý muốn kết hôn với tôi, mong có thể nhờ đây mà xuất quốc. Khi đó tôi thật thà, hoàn toàn tin vào những lời đường mật của Tuấn mà không hề đề phòng. Có thể nói rằng trên thế giới này tôi không tin ai bằng Tuấn. Nếu như tình cờ tôi có khởi ý niệm Tuấn đang muốn lợi dụng mình thì tôi dập tắt ngay, vì tôi luôn cho rằng Tuấn không giống bao kẻ tầm thường khác. Chàng rất tội nghiệp và đang có nỗi khổ tâm riêng. Thế là dần dần tôi thành người thứ ba. Khi đã chen vào phá hôn nhân người, tôi còn mê muội cho rằng những gì mình nghĩ, mình làm là hoàn toàn hợp lý, đáng được thông cảm, không hề mang nét phàm trần giống như bao kẻ khác. Thực tế thì dù tôi có viện dẫn đủ lý do để giữ lý đúng điều phải cho mình, thì tất cả chỉ là hành vi tự ngụy tạo vỏ bọc, hòng che giấu tâm tà dâm ích kỷ ẩn tiềm bên trong mà thôi. Bởi trong tình yêu, kẻ thứ ba không có bất kỳ lý do nào đúng đắn, đáng được thông cảm hay tha thứ cả. Vì vừa bước vào con đường phá gia can người thì đã sai thậm tệ rồi. Nhưng lúc đó tôi đâu có đủ trí khôn sáng suốt để tỉnh giác như khi viết những dòng này. Thuở đó tôi hoàn toàn biến thành kẻ lụy tình, si mê với Tuấn. Dù ở rất xa nhau, tôi vẫn ngây thơ trao hết con tim cho chàng, tin rằng sau này Tuấn sẽ là chồng tôi. Do tâm trụ hết vào tình yêu cuồng dại nên tôi đâu có tinh thần mà học tập. Vào lớp, tôi không nỗ lực cố gắng, mà hàng ngày toàn giọng ngóng đến giây phút Tuấn lên nét liên lạc với mình. Trong chàng gọi điện tới, quên bén rằng Tuấn là người đã có gia đình, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của vợ chàng. Thậm chí, tôi còn xúi Tuấn nên tránh xa tầm mắt của vợ để trò chuyện thật nhiều với tôi. Tôi cho rằng mình hiện rất được Tuấn sủng ái và tha hồ dệt mộng về tổ ấm hạnh phúc cùng Tuấn trong tương lai. Do Tuấn đã tìm được đường xuất ngoại khác, nên không bao lâu chàng đối với tôi nhạt nhẽo, không còn quan tâm như xưa, khiến tôi rất suy sụp. Mỗi ngày về nhà tôi đều khóc, lúc nào cũng sầu muộn, không hiểu tại sao Tuấn thay đổi lại như thế. Cuối cùng tôi quyết định về nước tìm gặp Tuấn. Khi tôi lên đường, trời nổi sấm sét chớp giăng, mưa trút ào ào. Tới phi trường, có rất nhiều phi cơ đã hủy chuyến bay hoặc hoãn lại. Nhưng những người ở sân bay không ai có hình dạng thảm hại giống như tôi, bởi vì tôi đang là kẻ có tà tâm. Bây giờ hồi tưởng lại, tôi cảm giác như lúc đó ngay cả cảnh vật cũng cảnh báo tôi không nên làm việc có lỗi. Nhưng lúc đó tôi hoàn toàn chẳng có chút tỉnh giác nào, lòng nhất quyết phải về nước gặp mặt Tuấn cho bằng được. Gặp nhau rồi, Tuấn hứa hẹn sẽ sớm ly hôn vợ để cùng qua sống với tôi. Tôi lại ngây thơ tin vào những lời bịp lừa của chàng và trao hết con tim lẫn thân xác cho tình Lan. Bởi tôi quá si dại, dù phát hiện Tuấn đối với mình không tốt, nhưng do đã bị niệm mê tình làm cho mù quáng, thêm phần bị ảnh hưởng tà thuật của Tuấn, tôi mất hẳn sự phán đoán khách quan. Về lại trường rồi, hàng ngày tôi vẫn dệt lắm mộng mơ, luôn giọng ngóng, mong Tuấn sớm ly dị để kết hôn với mình. Tôi thường hối thúc Tuấn và sao nhãng việc học. Trong giai đoạn này, do tôi tà dâm, tà tư, tà niệm quá nhiều nên thường gặp ác mộng. Tôi mơ thấy mình rơi vào một vực sâu không đáy. Có lúc còn mộng thấy mình ăn phân, ăn mọi tạp chất đại tiện dơ uế. Có lúc thấy mình đứng trước một sơn động sâu hun hút, không ánh sáng, cùng rất nhiều người đang xếp hàng đồng đi vào đó. Có lúc thấy mình và đoàn người đi đến một sơn động, ngay khi đó thì tên độc không rõ từ đâu bỗng bắn ra như mưa. Những ác mộng này ngày ngày xuất hiện tiếp nối chất chồng, có vẻ như để cảnh tỉnh tôi, nhưng tôi hoàn toàn không biết. Sau này, đến khi tôi quy y Tam Bảo, học Phật rồi, lúc xem kinh Địa Tạng, tôi mới hoảng hốt khi phát hiện ra các điềm mộng mình từng mơ thấy chính là những cảnh giới địa ngục mà trong kinh đã mô tả. Ăn chất đại tiện chẳng phải là địa ngục phẫn giải hay sao? Còn hát sơn động trong kinh tả,
phía đông có một tòa núi Thiết Di, quanh năm không ánh sáng. Chính là tôi đã đến chỗ này. Nhưng thuở chưa biết Phật Pháp đó, tôi còn quá si khờ nên không tỉnh giác, cứ tiếp tục sống vô đạo, thất đức. Một ngày nọ, tôi mộng thấy mình đang leo từng nấc thang, tiến lên tới đỉnh cao rồi. Trong lòng đang cực kỳ hưng phấn, thì bỗng bị một con chim to bất thần chụp bắt và ném tôi té xuống đất. Tỉnh dậy, tôi thấy rất bất an, bắt đầu lo âu về tiền đồ của mình. Kết quả, không bao lâu, chị giáo sư chủ nhiệm bảo tôi không đủ tư cách để lấy bằng tiến sĩ, chỉ có thể học thạc sĩ thôi. Tôi vô phương biện bác, đành chấp nhận quyết định này. Tiến sĩ rõ ràng bị thủ tiêu, nhưng ngay cả việc tốt nghiệp thạc sĩ cũng quá khó. Trong thời gian này, tôi vẫn không biết thức tỉnh, tiếp tục liên lạc Tuấn. Không may bị vợ ông phát hiện, bà làm ầm náo long trời lỡ đất, bà không ngừng gọi điện, gửi thư và quậy tưng bừng, tới nỗi tôi hết còn có thể học an, sống ổn. Tuấn cũng bật liên lạc cùng tôi. Lúc đó tôi thống khổ vạn phần vì những lời có cánh xiết bao mật ngọt của Tuấn, cuối cùng cũng đã quá thành phũ phàng. Gia đình tôi cũng trách mắng tôi thậm tệ, khiến tôi càng thương tâm thống khổ. Dù được gia đình giáo huấn nhiều, tôi cũng không tỉnh giác, ngược lại còn luôn oán trời trách người, chẳng hiểu vì sao mình mất bằng tiến sĩ, mất luôn người yêu, biến thành kẻ trắng tay không có gì. Hằng ngày tôi khóc lóc không ngừng, tâm thần ngơ ngẩn, luôn ngóng mong Tuấn liên lạc tôi. Mới nửa năm thôi mà tôi đã già đi rất nhiều. Từ một thanh nữ yêu đời hưng phấn, tôi biến thành kẻ ai oán, chán chường, rầu rĩ. Cũng do tôi từng quan hệ cùng Tuấn nên bị mắc bệnh phụ khoa, hạ thể đau ngứa khôn cùng, nhưng khi đi khám lại không tìm ra bệnh. Căn bệnh này hành hạ tôi một thời gian dài, lúc ngưng, lúc phát, có uống nhiều thuốc cũng không hiệu nghiệm. Bệnh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của tôi. Những khổ đau này khó thể thổ lộ với bất kỳ ai, dù là thân quyến hay bè bạn, nên tôi đành cắn răng chịu. Bây giờ học Phật rồi, tôi mới hiểu đó là báo ứng của tà dâm. Ác báo này không hề sai lệch, nhưng báo ứng vẫn chưa kết thúc. Tốt nghiệp xong, suốt thời gian dài tôi không quen được anh chàng độc thân nào, mà toàn là gặp và quan hệ với những ông đã có gia đình. Bởi do nghiệp tà dâm chiêu cảm, tôi gặp anh A đã có vợ và phát sinh quan hệ, và cũng trong một ngày chúng tôi đồng mơ thấy ác mộng. A kể anh mộng thấy đến một nơi bị người cắt thân thể mình ra thành mấy khúc. Tôi nghe vậy rất sợ, bởi vì tôi mộng thấy bị một con hổ cắn xé. Tôi hỏi vợ A tuổi gì, anh đáp tuổi cọp. Tôi lại càng thêm sợ. Cũng có khả năng ác mộng này đang cảnh tỉnh chúng tôi không nên tiếp tục phạm tà dâm, nếu không tương lai sẽ lãnh thảm báo ở địa ngục. Nếu chẳng có luật nhân quả thì tại sao chúng tôi lại đồng thời mộng thấy ác cảnh nơi địa ngục? Trong suốt thời gian yêu đương bất chính, tôi và A công tác luôn gặp bất lợi. Còn xảy ra chuyện lạ là không biết vì sao cấp trên của anh A 2 tháng trước đã tự kết thúc hợp đồng lao động với anh, khiến anh phải lao đao lo tìm việc mới. Công việc của tôi cũng vậy, luôn bị dồn ép, ngăn trở, bị kéo dài dây dưa hoặc khó thành. Cũng do vì tôi muốn kết hôn với A nên thường xảy ra cự cãi. Có lần tôi còn định dùng việc tự sát để uy hiếp, buộc anh phải sống với tôi, nhưng chẳng ích gì, cuối cùng hai đứa vẫn chia tay. Từ đó cuộc sống của tôi thường là nước mắt chan cơm, khổ không kể xiết. Rốt cuộc tôi đã hiểu ra, đa số người thứ ba luôn nằm ở vị trí thấp hèn. Vậy mà hồi đầu tôi luôn ảo tưởng, cho rằng mình có hấp lực quyến rũ đến nỗi bọn đàn ông phải bỏ vợ để đuổi theo mình. Nhưng sự thật thì trong mắt mấy ông có vợ kia, bạn hay tôi, những kẻ đang ở vị trí thứ ba chỉ là những món ăn tạm vào lúc các ông muốn thay đổi khẩu vị mà thôi. Thông thường họ không thể vì bạn mà hy sinh gia đình, mà nếu họ có bỏ gia đình để cưới bạn chăng nữa thì hạnh phúc cũng sẽ không bao giờ như ý, viên mãn giống như bạn tưởng tượng đâu. Vì hạnh phúc khó thể hiện hữu khi chúng được xây trên nền tảng của ngoại tình, tà dâm bất chính, trên đau khổ của người khác. Bạn nghĩ xem, những kẻ có phẩm hạnh tà dâm xấu ác, tính toan cướp chồng, xe duyên cùng người có tâm bội bạc, muốn ruồng rẫy vợ con, thì cả hai đồng có được diễm phúc, toại hưởng quả lành ư?
Theo đúng luật nhân quả thì hễ đã gieo hạt đắng thì không bao giờ nếm được trái ngọt. Hạnh phúc nếu có thì cũng sẽ tan mau như bọt nước, bởi vì thiên lý không bao giờ ủng hộ những cuộc tình bất chính. Vậy nên, may mắn thường không bao giờ đến với kẻ tà dâm. Chỉ những người chung thủy đức hạnh mới có đủ phúc phận nếm trải hạnh phúc. Bây giờ tôi nghĩ, may mà anh A không ly hôn, nếu không thì tội của tôi càng lớn và phiền não nghiệp chướng tôi phải gánh chịu sẽ là vô tận vô biên. Hồi mới quen nhau, vì tôi mà anh A hay về nhà muộn, khiến vợ anh buồn phiền, nên giữa họ thường phát sinh gây cãi bất hòa. Bây giờ tôi chỉ biết âm thầm sám hối tội nghiệp của mình thôi, bởi tôi sống mà gieo toàn hạt giống bất tịnh, vô hình làm ô nhiễm chánh khí trong trời đất, góp phần làm dẫn đục thanh khí, khiến thế giới càng thêm mất an tịnh. Sau khi học Phật rồi, tôi luôn tự trách mình và âm thầm sám hối. Hồi đó, sau khi chia tay anh A xong, thì tôi gặp anh B đang độc thân, nên cho rằng cuối cùng mình cũng thoát khỏi số kiếp kẻ thứ ba. Nhưng khi B quyết định về nước, tôi vô phương gian cầu anh ở lại với mình. Trong thời gian sống chung với tôi, anh còn phản bội qua lại với cô gái khác và cư xử với tôi rất ngang ngược, hống hách. B luôn thấy tôi chướng mắt. Xong, tôi lại một bề nhẫn chịu, nhưng cuối cùng thì B cũng bỏ về nước. Trước khi về còn nói toạc ra là anh đã có vị hôn thê ở quê nhà đang chờ mình về làm đám cưới. Tôi cảm thấy quá bi ai, những tưởng lần yêu này là danh chánh ngôn thuận, nào biết rằng mình vẫn là kẻ thứ ba. Tôi đau buồn rất lâu, sau đó lại quen anh C, cũng độc thân. Sau bao lần trò chuyện, tôi mời anh về nhà, bị ảnh hưởng của rượu, chúng tôi cùng làm việc xấu. Thật đúng như câu cổ ngữ, bùng mau thì tắt dội. Tình cảm giữa chúng tôi nhanh chóng nguội lạnh, cuối cùng thì chia tay. Tôi ý thức được đây có lẽ là do lòng tôi chứa đầy tà tư, tà niệm, tà dâm, nên khiến xui mình gặp toàn những người gian dối, bịp lừa, không thật lòng yêu. Đa số họ chỉ là những kẻ muốn truy tìm và tận hưởng khoái cảm nhục thể, khiến tôi hết lần này đến lần khác nhận lấy biết bao tổn thương. Một phần cũng do tôi là kẻ đa tình lắm dục, nên chiêu mời kẻ có khí chất tương đương tìm tới, rồi tự chuốc lấy thống khổ không ngừng. Tà dâm chính là tự hủy hoại hạnh phúc mình, cũng là nguyên nhân khiến tài lộc quyền bị suy giảm rất lớn. Tà dâm làm vận may tiêu tan, xui xẻo thường đến, tai họa ập tới liên miên. Đây là lý do vì sao Phật chế giới không được tà dâm, tất cả nhằm để bảo vệ hạnh phúc cho chúng ta. Mặc dù lắm lúc kẻ tà dâm nhận thấy dường như họ không bị thọ báo, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy giận xui luôn bao trùm, làm gì cũng không thuận, thân thể thường sinh bệnh, nhất là những bệnh tình dục viêm nhiễm nặng. Tóm lại, họ phải lãnh đủ nghiệp chướng trùng trùng. Nếu như có thêm ác nghiệp đời trước ập đến nữa, thì kể như vô phương chống đỡ. Giờ đây tôi thành tâm phát lộ sám hối những tội tà dâm đã tạo trong quá khứ, cũng khẩn thiết khuyên những ai có hạnh tà dâm tương tự tôi, hãy mau cải hối quay đầu, phát nguyện chấm dứt triệt để, không tái phạm. Chỉ có sám hối nghiệp chướng, tuân thủ giới luật Phật ban, nghiêm trì ngũ giới, hành thập thiện mới giúp chúng ta tăng thiện nghiệp, mới khiến đời sống, phẩm hạnh ta thăng tiến, chiêu cảm mọi việc thuận lợi. Do phạm lỗi tà dâm mà từ nhỏ đến lớn tôi luôn gặp chướng ngại và thống khổ. Do tà dâm xem thường trinh khiết, dễ dàng sống thử và yêu đương bất chính, mà tôi thường mơ thấy cảnh địa ngục. Hồi tưởng lại quá khứ đau buồn, tôi mới hoát nhiên đại ngộ. Té ra, tà dâm và yêu đương bất chính là tự hủy hoại, làm giảm phúc lộc quyền của mình ngay trong hiện đời. Chết rồi còn phải xa địa ngục. Sau khi đến với Phật Pháp rồi, tôi biết giữ giới, dứt trừ tà dâm, lưu tâm sửa lỗi hướng thiện và hướng được niềm bình an hạnh phúc. Vì vậy mà tôi thu hết can đảm phát lộ, sám hối, nói ra tất cả lỗi lầm của mình, mong chư vị độc giả lấy đây cảnh giác. Cũng xin khuyên các bằng hữu, ngàn vạn lần không nên đi vào con đường tà dâm, ô trọc, vì đó là vực sâu dìm người vào thống khổ vô biên. Phật tử y.
ích lợi kỳ diệu của việc giới dâm. Tôi là một phụ nữ 39 tuổi, đang công tác tại một xí nghiệp nơi thành phố T, có gia đình hạnh phúc, được chồng yêu thương, có con ngoan ngoãn khả ái, còn được cha mẹ luôn quan tâm lo cho, phải nói cuộc sống vô cùng mãn ý. Tôi mới học Phật được một năm. Hồi đầu, khi nhìn thấy hai chữ tà dâm trong giới cấm của Phật, trong lòng tôi luôn cho mình là người tốt, thiện lương, hết dạ chung thủy với chồng, chẳng làm gì dính dáng đến lỗi tà dâm nên không lưu tâm chi. Thế nhưng theo thời gian, khi tôi học Phật thâm nhập thấm sâu giáo pháp rồi, mới phát hiện ra thảy đều do mình ngu si không biết, nên lầm cho là mình hay, mình đúng, tự ôm kiến chấp sai lệch, thậm chí đã phạm lỗi mà không hay. Tập khí tà dâm đúng là không thầy mà tự thông. Nhớ lại hồi 17-18 tuổi, có lúc quá hưng phấn, tôi tự thỏa dục, dần dà thành thói quen. Mãi đến lúc kết hôn sinh con rồi mà tật này vẫn chưa từ bỏ. Hồi mới bắt đầu phạm lỗi này, tôi thường áy náy, xấu hổ, cảm thấy mình thật dơ bẩn, hèn hạ. Có lần tôi tình cờ xem cổ thư Trung Quốc thấy ghi, thủ dâm khiến trăm bệnh theo đó phát sinh. Tôi liền hạ quyết tâm từ bỏ. Nhưng xui xẻo là khi lên mạng, tình cờ đọc các bài văn của nhiều chuyên gia viết, thấy họ tuyên bố thủ dâm giúp đời sống vợ chồng thêm phong phú, nào là giúp giải phóng năng lượng cơ thể, giúp giảm stress, giúp giải tỏa ức chế nhu cầu sinh lý, rất tốt cho sức khỏe. Hành vi này hoàn toàn không có gì nguy hại, đây là chuyện bình thường, không có gì phải quản kinh hay tự trách. Thế là tôi dinh vào mấy lời khuyến khích này mà yên chí, tha hộ bành trướng thói tật, bởi thấy ngay cả các vị có tiếng tăm hiện đại còn cho đây là hành vi hợp lý, bình thường. Nên tôi cứ thực hành, yên tâm nghĩ rằng mình làm vậy không hề phản bội chồng, còn giúp cho đời sống chăn chiếu thêm phong phú. Do vậy mà tôi tiếp tục dâng theo chỉ bảo của các chuyên gia trên mạng, ném phăng tất cả lời dạy cổ thánh tiên hiền, không thèm để ý đến. Sau này, tùy theo tuổi tác ngày càng lớn, tôi mắc nhiều bệnh phụ khoa, âm đạo bị viêm, vân vân. Nhưng tôi không chú ý lắm, bởi cứ đinh ninh rằng phụ nữ thời nay ai mà không mắc mấy chứng này. Tôi nghĩ đây là chuyện bình thường. Nữ giới bị bệnh phụ khoa hiện có rất nhiều, cần chỉ phải lưu tâm, lo lắng. Mãi đến sau này, khi cảm thấy hạ thể thường tiết dịch sau mùi xú quế rất khó chịu, tôi mới nghĩ là mình cần vệ sinh tốt hơn nữa. Nhưng cho dù tôi tắm rửa ngày mấy lần, thay y phục mấy bận, thì tình trạng này vẫn không chuyển tốt. Đến khi học Phật rồi, tôi suýt té ngửa khi hiểu rõ ra thủ dâm chính là tà dâm, là hành vi cực kỳ sai lầm, rất đáng xấu hổ, cần phải dứt bỏ triệt để, và các chứng bệnh mà tôi đang mắc phải chính là do quả báo của tà dâm, thủ dâm chiêu cảm. Khi đó, tôi giống như bị một gậy đánh vào đầu, tâm tư bừng tỉnh. Từ giây phút đó biết thống thiết ăn năn những lỗi đã phạm trước đây. Từ đó tôi hạ quyết tâm, triệt để dứt bỏ thủ dâm, tính đến giờ đã được 5 tháng. Tuy tôi mới đình chỉ, dứt trừ lỗi ác chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng lạ thay, những chứng bệnh phụ khoa bỗng tiêu tan, biến mất hết. Điều khiến tôi hoan hỷ nhất là hạ thể không còn xuất hiện mùi hôi. Không ngờ giữ giới dâm lại đem đến nhiều lợi ích kỳ diệu cho thân lẫn tâm, khiến tôi mừng vui khôn xiết. Vì không chỉ thế, dung mạo tôi còn chuyển hóa sáng rỡ, và điều tôi vui nhất là mình đã thành nữ nhân thanh tịnh nhờ dân giữ giới cấm của Phật. Vì muốn báo ân Phật và mong quý vị được lợi ích nhờ xem bài viết này, tôi đã thu hết can đảm để viết chuyện của mình ra chia sẻ. Là đệ tử Phật, tất nhiên tôi không nói dối. Xin hãy tin kinh nghiệm mà tôi đích thân trải qua là hoàn toàn chân thực. Tôi tha thiết khuyên các chị em, đừng cho rằng mình đang sống trong thời buổi tân tiến mà khinh thường những lời dạy, những cảnh báo minh triết cổ xưa. Chúng ta phải thận trọng sáng suốt khi xem những bài viết khuyến khích sống buông thả, cho phép bản thân phóng túng tình dục trên mạng. Xin đừng tin vào thuyết thủ dâm là hành vi bình thường, đem lại lợi lạc. Cần phải hiểu rõ rằng, ít nhất thủ dâm cũng chiêu dời ba ác báo là: 1. Trăm bệnh theo đó phát sinh. 2. Thân phát mùi tanh hôi. 3. Giận khí luôn xui xẻo. Nguyện tất cả chị em phụ nữ
đều xa lìa bệnh thật khổ não. Nguyện mọi người đều có được thân thể khỏe mạnh khang kiện, gia đình hạnh phúc. Minh Vũ, 20 tháng 3 năm 2012. Hơn 300 mạng. Hôm qua một cô gái từ Đông Hoang gọi điện thoại tới, ngỏ ý muốn được thôi miên và hỏi tôi ngày nào rảnh. Tôi hẹn cô tuần sau. Nghe vậy, cô tỏ vẻ rất sốt ruột, nói: "Không được, ông Đặng ơi, xin hãy làm ơn, ông có thể giúp cho tôi sớm hơn không?" Nghe giọng nói gấp gáp của cô, tôi đoán chắc cô có chuyện gì cần lắm, bèn hẹn cô ngày mai. Hôm nay, mới hơn 9 giờ sáng, cô đã đến. Đó là một cô gái 29 tuổi chưa kết hôn. Cô kể mình họ Thẩm, tôi tưởng cô có gì cấp bách mới cần thôi miên gấp. Hóa ra là do cô tò mò, chỉ muốn biết tiền kiếp mà thôi. Cô Thẩm là người thật thà chất phác, lớn lên ở miền quê, cha mẹ đều là nông dân. Cô có một em trai và một chị. Trong mắt mọi người ai cũng tưởng cô có tuổi thơ hạnh phúc. Nhưng không phải vậy. Ngay từ nhỏ, cô đã bị xem là đứa bé ngu ngốc. Vì 8 tuổi mới đi học, nhưng cô không thể viết chữ. Do vậy mà cha mẹ không thương. Phụ thân thường đánh cô, còn mẹ thì luôn thấy cô chướng mắt, nên hay la mắng cô, cư xử rất bất công. Ngay cả em trai và chị gái cũng khi dễ ăn hiếp cô. Cho nên, từ nhỏ cô đối với cha mẹ ôm nhiều hận oán. Cô còn bị bệnh viêm gan lâu năm. Trước đây gan hay bị đau, cô có trí nhớ cực tồi. Cô đã đến chùa làm công quả 2 năm, được người dạy niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng cô không nhớ nổi. Ngực cô thường đau, luôn có cảm giác khó thở. Ngón tay út và áp út bên phải bị đơ cứng, khiến nhiều lúc cầm đũa cũng không được. Từ nhỏ cô hay bị ảo thính, thường nghe có tiếng người nói bên tai. Tôi hỏi cô vài câu đơn giản xong, thì bắt đầu giúp cô vào cuộc diễn du thám thính tiền kiếp. Đầu tiên, tôi dẫn dụ theo phương thức thông thường, nhưng thấy cô không có chút phản ứng gì. Chả lẽ cô thật sự quá ngu độn ư? Xem tướng cô thấy cũng không đến nỗi tối tăm lắm, có vẻ là người thật thà. Do cô không thông minh lanh lợi, nên tôi đành hướng dẫn từ từ để khơi lại ký ức tiền kiếp của cô. Khi tôi bảo cô hãy nhớ về năm lớp 10, thì cô mô tả mình thấy cảnh một bạn gái cùng lớp đang trò chuyện yêu đương tình tứ với một thanh niên. Cô bèn chỉ cho một nữ sinh khác nhìn, thế là cô này liền đem chuyện ấy mách với nữ giáo sư. Cô giáo bèn xử phạt nữ sinh kia, khiến cô ta xấu hổ bỏ nhà ra đi và bị người lường gạt đem bán đến một nơi rất xa. May là cô ta lanh trí chạy trốn được nên không bị xâm hại. Khi cô Thẩm thấy đến đây thì lộ vẻ rất hối hận, cô bật khóc, lệ tuôn đầm đìa. Tôi lại hướng dẫn cô nhớ về thời đồng niên. Cô bỗng tỏ vẻ rất sợ hãi, toàn thân phát run. Tôi hỏi: "Chuyện gì khiến em sợ dữ vậy?" Cô đáp bằng giọng trẻ thơ, đầy sợ sệt nói: "Cha đang đánh tôi." Ký ức ấu thơ đang ùa về, cô miêu tả: "Cha hay đánh tôi lắm, ông dùng roi quất vào bắp chân, rất đau." Cô vừa khóc vừa kể. Tôi hỏi tiếp: "Hồi nhỏ chuyện gì khiến cô khó quên nhất?" Một lúc sau, cô đột nhiên bật khóc, hét to lên: "Mẹ cư xử thiên vị, không công bằng." Do người mẹ luôn thấy cô chướng mắt nên chẳng thương. Hễ cái gì tốt thì mẹ dành cho chị và em trai chứ không cho cô. Tết đến, chị và em cô được may y phục mới, nhưng cô thì không. Khi cô bị cha đánh đòn thì chị và em cô đứng bên ngoài nhìn vào cười. Điều này khiến cô rất buồn. Cô kể đến đây thì sự uất ức bị dồn nén suốt 20 mấy năm như quả nhiệm sơn phun trào. Cô thét lên với vẻ cừu hận qua màn nước mắt: "Tôi hận họ, hận chết đi được." Khi viết đến đây, lòng tôi xúc động dạt dào. Mặc dù tôi hành nghề chỉ mới hơn 2 năm ngắn ngủi, nhưng qua những gì chứng kiến được, tôi cảm thấy thai giáo là phi thường nghiêm trọng. Trong khoảng từ 3 đến 7 tuổi, ảnh hưởng cha mẹ đối với trẻ cực kỳ lớn. Cô Thẩm từ nhỏ đối với cha mẹ, chị em, lòng đã ôm oán hận thâm sâu. Vì từ nhỏ luôn bị cha mẹ làm tổn thương. Khi tôi khuyên cô nên hóa giải oán hận, cô bật khóc to. Những oan khuất và oán hận hóa thành suối lệ tuôn tràn.
Xong rồi thì cô chịu tha thứ cho người thân. Đôi mày hết cao có và mặt cô giãn ra, lộ vẻ thanh thản. Tôi tiếp tục hạ lệnh cho cô đi về kiếp trước đó nữa, để tìm cho ra nhân duyên không tốt giữa cô với cha mẹ. Té ra vào một đời nọ tại Triều Thanh, cô là một phụ nữ nông thôn, có hai con trai, con cả 5 tuổi, con út 3 tuổi. Chồng cô thường vắng nhà vì phải ra ngoài làm việc kiếm tiền. Kiếp đó, cô đối với hai con trai không tốt, nhất là đối với con trai đầu, cô rất ghét, bởi vì nó rất ngu và cô thường đánh đòn nó. Đứa con trai út cũng làm cô chướng mắt. Có lúc cô mua đồ cho con cả mà không thèm mua cho con út. Hai con đối với cô cũng phi thường oán hận. Trong cơn thôi miên, cô thẩm kể, đời này cậu cả sinh làm phụ thân, cậu út nay là mẫu thân cô. Lại tiến sau về kiếp trước nữa, thì cô thẩm nhìn thấy, vào đời Minh, mình là một thiếu nữ khoảng 10 mấy tuổi, mặc giấy hồng, đang đứng một mình trong vườn hoa. Lúc đó trời chạng vạng tối, tâm tư rất buồn khổ. Bởi vì cha mẹ đối với cô rất tệ, phụ thân luôn thấy cô chướng mắt, thường hay đánh đòn, mẹ cũng rất ghét cô. Cho nên vào kiếp đó cô cũng rất oán hận cha mẹ. Cảnh đó giống hệt như thời ấu thơ, đời này mà cô đã trải qua. Kiếp đó cô có một em trai. Lẽ nào đây là chân tướng luân hồi, đời đời kiếp kiếp không ngừng báo oán, đền bồi, dày dò nhau, không ngừng diễn lại nhân quả và phóng ảnh tâm linh. Tình hình cô thẩm và cha mẹ cứ tiếp diễn dần xoay mãi như thế, xem ra chẳng biết bao nhiêu đời rồi. Nếu kiếp này không minh bạch, không giác ngộ, không chịu buông xả hết oán hận cưu mang trong lòng, thì khổ cảnh này sẽ tiếp tục kéo dài mãi đến đời sau, biết bao giờ mới kết thúc. Không lẽ đây chính là điều mà Phật giáo thuyết giảng, đời đời yêu, oán tình, thù, xui ta tìm nhau đòi nợ, đền nợ, tâm báo ân, báo oán không ngừng tái diễn, luân lưu không dứt. Tôi thầm cầu cho tất cả chúng sinh sớm thoát ly luân hồi thống khổ, vĩnh viễn sống trong tri ân, hạnh phúc. Trong quá trình thôi miên, tôi còn phát hiện ra một chuyện nhân quả khác của cô thẩm nữa. Lần thôi miên đầu kết thúc, cô bảo ngực mình đã cảm thấy dễ thở rất nhiều, nhưng hình như vẫn còn chút gì đó ngăn trệ bên trong. Khi tôi bắt đầu cuộc thôi miên lần hai, chuyện ngoài sức tưởng phát sinh. Cô thẩm nói, hình như có gì đang ở trong ngực, trong não tôi. Tôi liền hướng dẫn tiếp tục, thì đột nhiên cô nói bằng giọng đàn ông, nghe rất hung ác. Tôi vội hỏi, bạn là ai? Ta là kẻ bị tên này sát hại. Giờ bạn muốn thế nào? Ta muốn y chết, quyết không tha. Giọng nam thốt ra với vẻ vô cùng hung ác. Tôi ngẩn ngơ, vậy rốt cuộc là chuyện gì nữa đây? Dần dần tôi hiểu ra, sự việc phát sinh vào đời Tống, lúc đó cô thẩm là một cao quan hơn 40 tuổi, tạm gọi là Khánh cho độc giả dễ phân biệt. Trong cơn thôi miên hiện thời, cô thẩm lộ vẻ phi thường tức giận và nói bằng giọng đàn ông chứa đầy phẫn nộ xung thiên. Đáng hận quá, ta muốn giết tên Khang. Vì sao muốn giết? Y rất đáng chết vì dám khởi ý phản bội, mưu tính lấy đầu ta. Té ra, tên Khang là quan thuộc hạ trong triều, đang âm thầm liên kết với nhiều người để làm hại ông Khánh. Do đã biết trước, nên một ngày nọ ông Khánh dẫn theo nhiều binh sĩ, xông vào nhà Khang, giết sạch toàn gia hơn 300 người. Riêng thuộc hạ Khang bị Khánh đâm trúng tim mà chết, còn hai người nữa cũng bị chặt đầu mạng vong. Vì vậy, kẻ gá vào ngực hành hạ cô thẩm chính là Khang. Do hắn bị đâm trúng tim chết, nên bây giờ trả thù bằng cách hành đao nơi ngực. Còn hai vong bị chặt đầu thì gá vào não cô. Riêng 300 người kia thì một số gá vào đầu, số thì gá vào tay phải. Vì lúc tàn sát họ, cô cầm gươm bên tay phải. Cô thẩm đến 8 tuổi mới đi học, nhưng không thể viết chữ. Trí óc không thông minh linh hoạt, tim thường bị đau, là do có liên quan đến vụ đại thảm sát 303 mạng này. Sau khi thôi miên kết thúc, tôi bảo cô thẩm, hồi nhỏ không phải cô ngu ngốc hay đần độn gì cả. Cô nói cô cũng biết rõ mình không có ngốc, nhưng hễ muốn viết chữ thì tay cứng đơ không nghe theo, giống như cố ý chống lại cô vậy.
Hơn nữa trong não cô luôn lộn xộn rối ren nên không thể nhớ được gì. Đối diện với hơn 300 mạng còn ôm đầy hận quán, tôi chỉ có thể hướng dẫn, điều đình, xin họ hóa giải. Tôi khuyên cô Thẩm hãy nhận lỗi, sám hối. Thế nhưng, chỉ có một số ít vong linh chịu tiếp nhận, còn đa số khăng khăng ôm quán, cương quyết không tha thứ, nhất định đòi báo thù. Tôi nhắc họ, đây là nhân quả, cái gì cũng có nguyên nhân đầu tiên. Do họ không phục nên tôi đành phải thôi miên cô Thẩm tiếp, dẫn dụ cô đi sâu vào kiếp trước đó nữa, để tìm cho ra nguyên nhân đầu tiên, hầu có thể giúp hai bên hóa giải hận thù. Lần này cô Thẩm kể, kiếp đó vào triều Đường, cô là một phú ông họ Trương khoảng 30 mấy tuổi, rất giàu, có đông người hầu hạ. Thình lình một hôm nọ, có 3 người bịt mặt, dẫn theo 20 người, tay cầm vũ khí xông vào dinh thự của Trương Phú Gia để cướp. Nhưng ông Trương cương quyết chẳng nộp tiền cho chúng, nên cuối cùng không những ông bị bọn cướp giết chết, mà toàn gia ông hơn 100 người cũng bị chúng giết sạch để diệt khẩu. Khi cô Thẩm nhớ đến đây thì lộ vẻ vô cùng sợ hãi, toàn thân run rẩy, cất tiếng van xin như thể đang là Trương Phú Gia. Xin đừng giết tôi, đừng giết tôi. Thế nhưng tên đầu đảng bịt mặt vẫn giết chết ông, hắn ra tay độc ác, đâm một dao vào tim ông Trương. Cô Thẩm nói, mặc dù họ bịt mặt, nhưng cô vẫn nhận ra tên đầu đảng giết mình chính là kẻ từng làm công cho mình trong kiếp đó. Do thấy hắn làm việc quá tệ, nên Trương Phú Hộ không hài lòng, đã đuổi cổ hắn. Vì vậy mà hắn ôm hận, kết bè đảng, rủ nhau đi cướp của ông. Ngay giây phút cô Thẩm nhớ lại tiền kiếp kia, thì 300 quan quỷ kia cũng đồng thời cảm nhận được họ từng là những kẻ cướp gian ác, nên không còn ôm lòng oán hận nữa. Có thể do lúc cô Thẩm nhớ lại tiền kiếp ở triều Đường, thì bọn quan quỷ cũng nhìn thấy và nhận ra lỗi lầm của mình, cho nên không cần tôi khuyên chi nữa. Tất cả bọn họ đều đồng ý hòa giải, buông hết hận thù. Sau đó, tôi kể cho họ nghe về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà, về hạnh nguyện từ bi của Ngài. Tôi miêu tả quốc độ này rất thù thắng trang nghiêm và khuyên họ hãy niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Bọn họ rất hoan hỷ tiếp thọ. Cuối cùng, tôi hướng dẫn họ đồng niệm Nam Mô A-di-đà Phật theo tôi. Ngay trong lúc Phật hiệu vang vọng, cô Thẩm bảo tôi, cô thấy rõ bọn họ xếp thành hàng, từng người đứng trên hoa sen, theo tam thánh và dần dần biến mất giữa không trung. Khi cuộc thôi miên kết thúc, cô Thẩm bảo toàn thân cô nhẹ nhõm, đầu óc tỉnh táo hẳn. Khi cô từ biệt ra về, tôi thầm nghĩ, nếu như tôi chọn công tác khác, không biết mình sẽ ra sao. Tôi thầm cảm ơn công việc hiện tại đã giúp tôi hiểu sâu thêm về nhân quả, rút ra được rất nhiều bài học hay, tăng thêm niềm tin kiên cố và tự biết mình cần phải tu sửa cho rốt ráo. Dù sức tôi kém, nhưng cũng nguyện giúp đỡ hết tất cả chúng sinh. Nhân quả báo ứng không sai mảy may, quan quan tương báo không bao giờ dứt. Hơn nữa càng báo quán, thù càng sâu nặng. Mới đầu là giết hơn 100 người, đến lúc báo thù lại thì thành 303 người. Chỉ có buông bỏ quán thù, chân thành sám hối, trong sinh hoạt thường nhật cần đem phiến tâm thành đối đãi bình đẳng với tất cả. Như vậy thì quán kết đời trước tự nhiên sẽ được tháo gỡ.